không biết có đàn cá nào lớn lớn hay không. Cùng đón chờ và hy vọng với em. Đó, vừa tới gần bờ thì chú Tám bắt đầu bắt cái đầu chì cả nhà kìa. Đó. Chưa gì lẹ. Cái cá nó đóng cả nhà. Mà nó tụt ra nó trâu đây nè. Ui mực kìa. Nhà thấy không? Mực cóc kìa. Còn cá cơm nó đóng nhiều lắm. Hai, dạ em chào cô chú anh chị và các bạn. Nên nói đầu tiên thì cho ông Quốc gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của ông Quốc trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại thì ông Quốc đang có mặt tại bãi biển Thông Tây Sơn Đông của xã Di Hải, huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam nha cô chú anh chị. Cũng là nơi mà ông Quốc được sinh ra và lớn lên. Ở tại làng chài của ông Quốc thì người dân quê em thì kéo rồng rất chi là nhiều. Nên ông Quốc cũng muốn chia sẻ cái ngành nghề truyền thống của bà con người dân quê em. Xem cô chú anh chị mà cảm thấy hay thì để lại cho ông Quốc một nút like, kèm theo đó là một lượt đăng ký kênh nha. Em cảm ơn. Giờ thì em mời tất cả cô chú anh chị cùng vào xem clip với em ạ. Mấy hôm nay thì rồng ở quê em nó vắng cá cả nhà, nên bà con không bủa. Hôm qua thì trời nó vừa chuyển giông nha, nên sáng hôm nay bà con liền lấy rồng mà đi bủa đây. Lúc này chỉ khoảng 6 giờ thôi. Nước hôm nay thì nó đi xuống sớm lắm, tầm 8 giờ là đi xuống rồi. Giờ thì 6 giờ nên bà con bủa sớm để bủa được một mẻ nha. Bà con thì cũng mong muốn bủa để hai mẻ, nhưng mà hôm nay thì nước đó, nó đi xuống nó sớm của chú anh chị. Nước xuống thì thường thường nó không có cá, nên bà con quê em thì thường thường sẽ không bủa. Chủ yếu là bủa con nước lây thôi. Hiện tại là con nước đang lây nè, nhưng mà nó lây nhẹ nhẹ của chú anh chị. Đây nãy giờ bủa thì nó cũng không đi xa bao nhiêu, chỉ đứng một chỗ rồi kéo thôi nha. Mà con kéo cái dàn rồng này thì khỏe lắm. Kiểu mà đứng một chỗ như thế này thì kéo nó cũng không mệt là bao. Cái dàn rồng mà nước nó êm thì nó đẹp lắm cả nhà. Nó bao quanh một hình chữ U luôn này. Cả nhà có thể nhìn thấy nè. Để em zoom ra cho cả nhà mình xem. Ui nó rất đẹp luôn đó. Đây nè, dàn rồng này. Nó bao quanh luôn nè. Bên này nó qua tới bên này. Xong nó vòng về tới bên này. Cái dàn rồng này thì bủa nó đạt lắm. Chỉ mà nó không xếp vậy đó cả nhà. Nước nó đi êm thì kéo nó cũng nhẹ. Cái dàn rồng mình bủa nó cũng đẹp nữa. Có cá bao nhiêu thì bắt đầu nó sẽ vô hết trong đẩy. Cái đẩy là ở quê em gọi là cái túi cá đó nha cô chú anh chị, hay gọi là cái đục. Bà con quê em thì cái nghề này cũng là lao động chính á. Chỉ mà kiếm tiền về cũng nuôi sống gia đình luôn đó cô chú anh chị. Mùa hè có những tháng nước êm thì mới kéo được cái dàn rồng này nha. Còn những tháng mà trời như mưa bão lũ lụt thì sẽ kéo không được nha cả nhà. Bà con sẽ bỏ dàn rồng này lên bờ chứ không kéo được. Những tháng nước êm thì dao động từ ra giêng này, ra giêng là bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 là bà con sẽ kéo. Dàn rồng này thì cũng gần hết rồi cả nhà. Nói chung là cũng gần qua mùa rồi nha. Mà con thì cũng kéo gần xong rồi. Hy vọng là những tháng cuối mùa này sẽ có những đàn cá lớn lớn cả nhà. Năm nay thì em Quốc chưa thấy đàn cá nào lớn lớn hết. Mọi năm thì cá sòng với cá thu thì xuất hiện nhiều lắm. Có những năm mà em còn nhỏ đó cả nhà. Có cá ngừ nữa nha. Nhưng mà cá ngừ nhỏ nhỏ. Cá ngừ khoảng tầm nửa ký đến một ký một con á. Là mấy năm bà con kéo vẫn được. Nhưng mà cũng lâu rồi em chưa thấy xuất hiện cá ngừ hay cá gì là lạ hết. Chỉ lanh quanh là cá bi nè, cá cơm, cá chim cục. Cá chim cục thì năm nay nó cũng mới xuất hiện thôi, chứ mấy năm thì cũng ít nó lắm. Cái mẻ lưới rồng hôm nay thì kéo chỉ có khoảng 8 người thôi cả nhà. Đầu bên trên 4 và đầu bên dưới thì cũng 4 nè. Bà con thì em thấy kéo cũng tới mặt lưới đỏ rồi đó. Đây cả nhà này, kéo nhanh lắm. Dù có chỉ 8 người nhưng mà nước nó êm này thì kéo khỏe lắm.
chỉ một chút là nó vào thôi. Cái rồng này là thích nhất là nước êm đây cả nhà. Cả nhà mấy cô đi rồng lâu năm rồi, khoanh cái lưới này nó đẹp không? Cả nhà có thể nhìn thấy nè, khoanh cái cụm lưới mà nó sung luôn nha, đẹp lắm. Ai mà đi rồng lâu năm thì có kinh nghiệm khoanh lưới cả nhà. Khoanh cái này thì phải đều phải đẹp, cho nếu mà nước chảy á, thì khi cây gan này đi là nó sẽ không đổ xuống thì mệt lắm. Đổ xuống thì chúng ta phải làm lại từ đầu thì rất là lâu và tốn công sức nha cả nhà. Mấy cô như này thì chủ yếu đi rồng lâu rồi, đi rồng cũng không đủ được 5-7 năm rồi cả nhà ơi. Dàn rồng ở quê em thì dàn rồng chú Ba Xá là lâu đời nhất, cái tới rồng chú Hồng nè, cái tiếp theo đó là tới rồng chú Hai Chất. Còn rồng chú Ga hiện tại em đang quay đây là mới làm năm 2024 này thôi, nói chung là rất mới cả nhà. Dàn rồng chú Ga đánh cũng đạt lắm, cũng có cá thường xuyên lắm nha, có những hôm được 3-4 triệu là chuyện bình thường. Hôm nay thì em hy vọng mà cũng có thật nhiều tiền cả nhà, để cho rồng chú Gai mấy cô đi cũng được chia tiền nhiều nhiều nha, để cho về có tiền mua quà cho con cháu ở nhà với có tiền lo cho cuộc sống nữa cả nhà ơi. Cả nhà mà xem cảm thấy yêu thích hay yêu quý em Quốc thì để lại cho em Quốc một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh nha, em cảm ơn. Và có điều gì còn thiếu sót ở em hay có điều gì không biết thì nhớ bình luận phía bên dưới. Ghẹ nó nóng đầy luôn cả nhà này, mới vừa vô tới mặt lưới đỏ thôi là nóng được 2 con rồi nè. Đây cả nhà, ghẹ này là ghẹ mặt trăng không ghẹ ba chấm đó. Dạ, ghẹ mặt trăng không ghẹ ba chấm đây cả nhà. Đây, ghẹ ba cái chấm nè, 1, 2, 3. Còn mặt trăng thì nó tròn tròn, nay người dân cũng gọi là ghẹ mặt trăng cả nhà. Con này là con đực nha, tại vì cái yếm nó nhỏ cả nha. Con này cũng đực luôn. Con này thì cô nói cũng đực luôn. Con này cũng đực luôn cả nhà ơi. Mấy con gà mùa này thì nó chắc thiệt lắm. Đây nè, nó chắc lòi luôn cả nhà. Mấy con gà như thế này thì ăn ngon lắm. Về lục lên có một chén muối chấm nữa là ăn vào thì ngon lắm cả nhà ơi. Đây gà này cả nhà, được 2 con ghẹ. Còn cá đóng thì em vẫn chưa thấy. Và con ngoài này thì vẫn đang tích cực kéo đây. Cả nhà cùng đón chờ kết quả với em nha, xem hôm nay bà con sẽ được bội thu hay không. Ở hôm qua thì ở quê em cũng bị động đất nữa cả nhà, nhưng mà nó cũng nhẹ, diễn ra thì chỉ khoảng tầm 3 đến 4 giây gì thôi, nó cũng nhanh lắm, nó chỉ lung lắc nhẹ nhẹ một xíu rồi nó hết nha cả nhà. Em lúc đó thì tưởng cái gì, nhưng mà lên báo đọc thì mới biết là động đất cả nhà. Nói chung là ở quê em thì đó giờ em vẫn chưa gặp, từ khi em sinh ra luôn nha, là vẫn chưa gặp động đất. Nhưng mà không biết năm 2024 này vì sao mà nó có động đất đây. Chắc có mối nguy hiểm gì hay sao đó cả nhà. Em nghĩ là người dân đào đất, xúc đất rồi nhiều quá, nên cái lõi đất nó cũng bị ảnh hưởng này, nó động đất nha. Em nghĩ là vậy. Nên em nghĩ ai thì còn làm những việc xấu thì nên dừng lại, để cho môi trường với đất, trái đất chúng ta được xanh, sạch và đẹp và an toàn cả nhà. Người dân kéo rồng này thì cũng không biết có cá hay không có cá được cả nhà, tại vì
chim thì ở trên trời thì chúng ta có thể thấy, nhưng mà cá thì ở dưới nước chúng ta không thể thấy được cả nhà. Nó cũng may rủi và hên xui, nhưng mà cũng kèm theo đó là có một chút kinh nghiệm đấy nha. Chứ không có kinh nghiệm thì chúng ta cái rồng này không có cá đâu. Ví dụ như có kinh nghiệm là như chú Tám này nè, ra đạp chì này cả nhà. Chú Tám này thì kinh nghiệm nó lớn, phải hiểu biết về rồng nó nhiều hơn. Như chú Ga bên này nè cũng hiểu biết về rồng, với đạp chì cũng chuẩn nữa cả nhà. Nên thường thì sẽ giao phó hai nhiệm vụ cho chú Tám và chú Ga ra đạp chì. Chú Ga là chủ của dàn rồng này đây cả nhà. Tiếp tục có một con ghẹ này cả nhà nè. Ơi. Ghẹ này ghẹ cá này cả nhà, để em cho cả nhà xem con ghẹ cá này như thế nào nè. Cái yếm nó rất to. Đây cả nhà. Cái yếm này nè. Ghẹ cá thì thường thường sẽ có gạch. Gạch của ghẹ thì nó màu vàng nha. Đây cả nhà. Yếm nó to lắm. Con này thì khả năng có gạch cao cả nhà. Em coi. Ui con này nó đẻ rồi. Đây, con này không có gạch đâu. Nó có mấy cái râu râu mà là nó đẻ đẻ nè cả nhà nè. Vạch ra mà nó không có cái râu râu này thì nó chưa đẻ nha. Là nó thường thường sẽ có gạch. Con này thì có hồi nó sẽ còn một ít gạch trong này. Đó cả nhà, đã không? Mấy con ghẹ tháng này thì nó chắc thịt đã chưa? Nè. Đã lắm cả nhà. Con thì đang tích cực kéo nè. Nãy giờ thì em thấy đóng được 3-4 con ghẹ gì luôn rồi. Mấy kia thì hình như cũng có đóng 2-3 con nữa cả nhà. Ui có con sứa lửa cả nhà nè. Trời ơi. Con sứa này thì nó độc lắm. Nó ngứa lắm cả nhà. Đây nè. Cô đang kéo vào á. Con này thì ai cũng sợ nó, nên cô chắc cũng dám động vào đó. Đây này nè. Ừ, đó kìa, đó, đây ở nhà đây. Đây cả nhà. Sứa nè. Nó có mấy cái đèn bên này nè cả nhà. À, nó có độc lắm nha. Độc của nó thì sẽ xuất phát từ cái dưới này nè cả nhà nè. Đây nè, những mấy cái loại nhớt của nó nè. Đây này, mấy cái xanh đây nè, đó. Đây cả nhà này, mấy xanh nè. Đó là độc của nó đó nha. Độc của nó thì nguy hiểm thì cũng không chết người, nhưng mà ai tắm biển á mà lại sát gần với nó thì rất chi là nhức với ngứa cả nhà, đặc biệt là ngứa nha, rất chi là khó chịu. Ngứa thì cũng không tầm 2-3 ngày nó mới hết. Nên bà con thường thường tắm biển thì sợ loại sứa này lắm. Sứa này ở quê em gọi là sứa lửa. Đây này kinh lắm cả nhà ơi. Em cũng không dám rờ nữa, em phải dùng một cái cọng bèo em khỏe nó đây. Ôi cái dàn rồng nó cũng tới rồi cả nhà ơi. Lời hay nói chuyện một chút với cả nhà thì em cũng không để ý nữa, nhưng mà nó cũng vô tới bờ rồi đây. Không biết có đàn cá nào lớn lớn hay không, cùng đón chờ và hy vọng với em. Đó, vừa tới gần bờ thì chú Tám bắt đầu à. Bắt cái đầu chì cả nhà kìa. Đó. Chưa gì lẹ. Cái cá nó đóng cả nhà. Mà nó tụt ra nó trâu đây nè. Ui mực kìa. Nhà thấy không? Mực cóc kìa. Còn nó cơi nó đóng nhiều lắm. Còn người này có cái đục ngoài này nè. Biết có cá gì hay không? Ừ.
nó có cơm cả nhà này, nó đóng nè. Ừ, con mực đóng cả nhà kìa. Đây nhà này, mực kìa. Được hai con mực. Mực đây cả nhà. Đã chưa? Đây con mực, mực cơm nữa nè. Con người này cái túi cá em biết có gì hay không? Ôi cái túi cá cả nhà này. Trời ơi. Ôi cái túi cá này. Ra rồi mới thấy cái túi cá cả nhà ơi. Kinh khủng cái túi cá này cả nhà. Ừ, bà con đang khiêng lên kìa. Ui cá ngát nó to chưa. Em thấy là cá ngát rồi đó. Cá bi nữa. Ui có mấy con mực nó xả túi rồi cả nhà kìa. Nó đen đen luôn kìa. Cái túi cá này cả nhà. Nó quậy ngọn ấy luôn đi. Ui cái túi cá kinh khủng thật cả nhà ơi. Lần đầu tiên em thấy á. Đủ thứ loại cá luôn. Ui, cá nè. Cá ngát hôm nay nó lớn kinh khủng chưa. Thấy có mấy con à, cũng bằng à, ngón chân cái luôn á. Mấy chú trải bạc ra nè. Để đổ cá ở đây cả nhà. Ừ. Túi cá nó nặng quá mà bốn người nê lên kìa. Đó kìa nặng lắm cả nhà ơi. Cá ngát kinh thật. Con ngót này ngót bự chứ không mày? Vô mai á. Cá ngát này nó nhỏ lắm cả nhà. Nó cũng chưa bán được. Nó to hơn mấy bữa thôi. Có vài con thì cũng có bán được. Nhưng mà cái này thì cũng chưa bán được giá nhiều. Rồi cá đổ ra nè cả nhà. Cá này cả nhà ơi. Gì cá nè. Trời ơi cái bãi kinh khủng cả nhà. Nè. Ê cá ngát kìa cả nhà. Ui em vừa rời vô thì nó búng liền cả nhà. Mực. Ui mực cơm không kìa. Mực cơm em thấy cũng được 3-4 kg á. Mười cá không luôn cả nhà. Đây là cá mắt đỏ cả nhà này. Dạ. Có này bón lớn là bao nhiêu chứ không? Có thì bón lớn 150 ngàn ký. Ôi trời trời. Cá này bán lớn 150 ngàn ký cả nhà. Mà cá nhỏ này thì họ ít mua lắm. Dạ. Có nhỏ chắc ông mua cả chứ không mày? Không mua trời, có bé cứ mà mua thầy. Dạ, ui trời trời. Đã chị cả nhà. Mấy cô thấy
cá ngát vào thì ai cũng lấy sẵn một cái cây cả nha, để lựa những loại cá bán được ra, còn cá ngát thì sẽ tách ra riêng. Đây này, ui mực không luôn kìa, cái bãi cá mấy cô đang lựa này cả nhà. Em thấy được cá đỏ mắt được chừng này rồi đây. Cá đỏ mắt này thì lớn rồi bán có giá lắm, 150.000 một ký. Cái này mà nó lớn lớn một chút thì ngon đó cả nhà. Dạ. Có này kho ngọt chứ hả mày? Chú trời, mực kìa. Mực cơm đâu nó vô nhiều lắm cả nhà. Đây này. Mực cơm nè. Em thấy bao la rồi nè. Ở trên nổi, nó nổi trên mặt không là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó nhiều lắm. Cái bãi cá này em đoán khoảng chừng 3 đến 40 kg cá ngát cả nhà. Bãi này cũng lớn á. Đây là cá xương trê này. Nó cũng có đập đó cả nhà. Này, mấy cái gì của nó dựng lên nè. Đó. Nó chích thì cũng nhức lắm, nhưng mà không bằng cá ngát. Cá ngát thì nó có 3 cái ngạnh độc. Cái ngạnh thứ nhất là nó ở trên đỉnh đầu nè. Đây. Ngạnh này đây cả nhà. Đó, cái đó, cái ngạnh thấy nhà thấy không? Nó trắng trắng nó sừng lại đó. Nó đang phòng thủ á, để nó chích mình á. Cái ngạnh thứ hai nằm đây nè. Đó, nằm bên mép chỗ cái màng thở của nó cả nhà đây nè. Ngạnh đó thì bé lắm, chích một phát là xuyên da mình liền. Đó. Ngạnh bên này thì nó nằm ở bên này, cũng nằm ở bên hông luôn. Đây, cái vai này thì không tính nha, cái ngạnh độc của nó thì nó nằm bên cái vai bơi của nó luôn á. Đó. Đó, đây nè cả nhà. Đó, cái ngạnh đó nó màu trắng trắng nó nổi lên kìa, cả nhà thấy không? Đó, chích thì rất kỳ là nhất. Nếu mà bị chích á, chúng ta sẽ lấy cái lục này nè, cái lục của nó nè. Đó, cái lục này nè cả nhà, để thoa vào cái chỗ mà mình bị chích á, là nó sẽ hết nhất, giảm nhất tạm thời nha, nó vẫn còn nhất nhưng mà nhất nhẹ nhẹ hơn một chút, cái này thuốc giảm đau cả nhà. Đây, lấy cái lục này nè, lục màu đen đen á. Đây là mấy con mực cả nhà này, nó vừa vô thì nó nháy nháy đã lắm chưa, nhà thấy không? Mực này là đặc biệt là không mang sashimi được nha. Cả nhà biết vì sao không? Là mực rồng là nó cát nhiều lắm. Nè, cát nó vô nó dính trên cái rau mực này nè, với trong cái hồn này nè. Nó dính nhiều lắm. Nên ăn thì không được. Cái này phải làm sạch sẽ, đồi lục lên ăn nha. Và ăn nghiêng con như thế này thì cát không cả nha. Cả nhà có thể thấy nè, chắc lắm. Mực rùm này nó bán sẽ rẻ hơn mực mành nha. Mực mành là nó chạy ở trên mặt nước thì nó sẽ không có cát nhiều, còn mực rùm này thì cát nhiều lắm nên bán sẽ ít giá hơn, ít hơn phần nữa luôn đó cả nhà. Cô ngồi cô lựa một chút thôi mà được đi một cây mực luôn kìa, đã chưa, cũng được khoảng tầm gần 2 ký đó cả nhà. Cần cá này của chú anh chị. Cái này là cá đỏ mắt, cá cơm, cá bài lão. Em thấy được khoảng như là 3-4 ký gì đó. Còn mực nè, bốn ký rưỡi, còn 4 ký mực cả nhà. 4 cái mực nha. Hai kỳ đó là được gần 10 ký rồi cả nhà.
Còn cái này là để luôn cái đá này luôn. Cá xương tre này. Đó. 17,5 kg. Nhưng mà trừ hết cái bao nhiêu? Như là từ còn 15 kg cả nha. Trừ 2,5 kg. Tại vì cái cây này nè, với có nước thì bà con phải trừ ra để cho nó đúng giá cả nha. Giờ tới căn cá ngát đi. Cá thì bao la luôn. Cây cá ngát này kìa. 17 cái cá ngát này cả nhà. Nãy giờ em thấy cũng khoảng được gần 50 kg rồi đó. Còn bên kia một cây nữa kìa, cây bên kia khoảng 10 kg nữa. Giờ bà con thì cũng căng cá với mua bán cá cũng xong rồi cả nhà. Thương lái thì giờ bắt đầu cũng chở cá về thôi. Anh Quốc thì chắc cũng kết thúc video tại đây. Cả nhà xem video thì để lại cho Quốc một nút like và tặng kèm theo đó là lượt đăng ký kênh nha. Em cảm ơn. Giờ thì chắc em bye bye cô chú anh chị ạ. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Bye bye.